thể mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Câu Nhật Bản Huấn Phít Sinh. Hiện nay shop em để về tiếp được cho mọi người những cái mẫu may câu, hàng sách tay của Nhật và những cái phụ kiện của Japan các bác nhé. Và các bác nào đặt hàng, các bác có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua số Zalo có để dưới phần mô tả như là ở trên góc màn hình này các bác nhé. Và giá báo trên video thì là chưa gồm phí ship và bên em sẽ ship COD toàn quốc các bác nhé. Các bác được quyền nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và những mặt hàng các bác đang xem ở trên video thì toàn bộ bên em đã vận chuyển từ bên Nhật về tới Việt Nam cho các bác rồi, nên là toàn bộ sẽ có cái mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác. Và cái thời gian giao hàng cho các bác chỉ khoảng 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành các bác nhé. Và những dòng sản phẩm máy câu trong quá trình sử dụng và có gặp vấn đề gì, các bác có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp lại qua cho bên em để bên em sẽ hỗ trợ và xử lý giúp mọi người. Và bên em hỗ trợ đổi size bình thường các bác nhé. Và các bác đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những sản phẩm máy câu giá tốt nhất của bên em gửi tới cho các bác. Và ngoài ra cái chương trình tri ân khách hàng của bên em thì khi các bác mua những dòng sản phẩm máy câu trị giá trên 1 triệu đồng thì các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu chính hãng của Daiwa các bác nhé. Thì cái chai dầu này thì các bác sẽ tra được cho cả máy đứng và máy ngang. Thì khi các bác mua những dòng sản phẩm máy câu trị giá trên 1 triệu đồng là các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu này các bác nhé. Và chương trình chỉ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12. Và những dòng sản phẩm máy câu trị giá từ 2 triệu đổ lên thì các bác sẽ được tặng một cái hộp đựng mồi ngẫu nhiên các bác nhé. Và khi các bác mua sản phẩm máy câu mới trị giá từ 3 triệu đổ lên thì các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu, kèm thêm một cái hộp đựng mồi ngẫu nhiên nữa. Thì các bác nào quan tâm về chi tiết về cái chương trình tri ân của bên em thì các bác có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua số Zalo giúp em nhé. Và cũng không để các bác chờ lâu thì em sẽ giới thiệu cho các bác qua về những dòng sản phẩm phụ kiện trước các bác nhé. Thì đầu tiên hôm nay em về được cho bác là cái dòng sản phẩm phụ kiện hộp này. Hộp thì hôm nay em về được cho bác là một cái hộp Rugi của Japan. Hộp này thì đang có mức giá gửi tới cho các bác là 300.000 đồng các bác nhé. Hộp này thì sẽ phù hợp cho bác nào đựng máy câu này, đựng dù này, đựng lưỡi này đều được các bác nhé. Mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác và hộp này thì còn như mới luôn. Trong hộp nó sẽ như vậy các bác nhé. Sẽ có một cái ngăn để cho các bác chia này. Các bác chia ngăn đều được nhé. Và hộp này bên em đang thanh lý với mức giá chỉ có 300.000 đồng thôi. Đấy. Mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác. Hộp này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất các bác nhé. Đấy, mức giá là 300k. Các bác có thể đựng lưỡi này, đựng máy câu này, cũng như là đựng dù đều được các bác nhé. Và nhìn cực kỳ là sang luôn. Đấy, các bác cầm đi cực kỳ là sang luôn. Và mức giá chỉ có 300.000 đồng thôi. Thì các bác quan tâm đến những dòng sản phẩm này, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé. À, tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm phụ kiện thứ hai nữa. Thì đây là một cái dòng sản phẩm phụ kiện bên em đang nhập về để test thử cho các bác. Mẫu này thì sẽ là một cái cây kìm. Kìm này thì bên em mua tại Nhật các bác nhé. Kìm này thì sẽ là của China sản xuất. Và kìm này thì đang có mức giá khá là tốt cho các bác. Kìm này thì sẽ là kìm mới 100% và mức giá chỉ có 270.000 đồng thôi. Đấy, mức giá khá là tốt gửi tới cho các bác. Đây sẽ là kìm xuất Nhật các bác nhé. Đây, trong kìm nó sẽ bao gồm cho các bác là những cái phụ kiện, nó sẽ là túi này, những cái túi đựng túi để đựng các bác nhé. Thì các bác có thể cho vào đây đều được. Kìm này chỉ có 270.000 thôi. Đấy, bên em mua về một cái để cho các bác test thử nhá. Kìm này thì các bác có thể vừa cắt PE để được nhé. Cắt PE cực kỳ là ngọt luôn. Cũng như là kẹp cá này. Và đây sẽ cắt PE này. Em sẽ cắt thử một đoạn cho các bác xem nhé. Thì đây nó sẽ là cái PE. Đây là cái PE sẵn bên ngoài này. Cực kỳ là ngọt đó các bác nhé. Và mức giá chỉ có 270.000 thôi. Mẫu này thì sẽ làm từ nhôm, hợp kim nhôm nhé. Hợp kim nhôm. Cực kỳ là nhẹ và chắc chắn luôn. Mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác. Thì các bác quan tâm đến cái mẫu này, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình gửi lại bên em nhé. Mẫu này thì sẽ là của China sản xuất và xuất thị trường Nhật các bác nhé. Và mức giá khá là tốt của bên em gửi tới cho các bác chỉ có 270.000 thôi. Một cây kìm cực kỳ là đẹp và cũng như là vừa kẹp cá cũng như là vừa cắt ve cực kỳ là ngọt các bác nhé. Giá là 270.000. Tiếp theo nó sẽ là dòng phụ kiện thứ ba, đó là phụ kiện về dầu. Dầu thì một chai dầu như thế này thì sẽ có mức giá là 100.000 đồng một chai các bác nhé. Và hàng này thì sẽ là hàng chính hãng của Daiwa và sẽ là của Nhật Bản sản xuất các bác nhé, hàng made in Japan. Đấy. Và một chai như thế này thì sẽ có dung tích là 10ml và sẽ tra được cho cả máy đứng và máy ngang các bác nhé. Tra được cho những cái thanh trượt này cũng như là những cái bậc đạn. Một cái chai dầu chính hãng và mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Chỉ có 100.000 một chai thôi. Các bác quan tâm đến những dòng sản phẩm phụ kiện nào, các bác có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua cho bên em để lên đơn các bác nhé. Và chương trình bên em diễn ra chỉ đến hết ngày 31 tháng 12 thôi. Nên là sẽ chỉ còn mấy ngày thôi. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác về máy nhé. Máy thì hôm nay em về được cho bác cũng khá là nhiều những cái mẫu, cả mẫu giá sinh viên nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là dòng sản phẩm Simolo Lavi XT. Size này thì sẽ là size 4000 các bác nhé. Size 4000.
Mẫu này thì sẽ phù hợp cho bác nào câu lua lóc này. Ngoại hình của máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Và mẫu này thì trên video bác xem như thế nào thì lúc các bác nhận hàng kiểm tra hàng đều như vậy các bác nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper các bác nhé. Lăn cước cực kỳ là sáng luôn và ship code cực kỳ là nhanh các bác nhé, chỉ khoảng từ 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành thôi. Mẫu này thì sẽ là tay quay đôi nên là khá là phù hợp cho bác nào câu ngâm, câu lăng xê cũng như là câu lua đều được các bác nhé. Ngoại hình của máy thì còn cực kỳ là đẹp. Mẫu Lavi này thì sẽ là quả Malaysia sản xuất các bác nhé. Malaysia sản xuất. Size này thì sẽ là size 4000. Và mẫu này thì sẽ vào được với thông số cước cho các bác là cước số 3 và được 200m, cước số 4 và được 150, cước số 5 và được 110 các bác nhé. Hoạt động của máy thì vẫn cực kỳ là mượt mà với êm ái các bác nhé. Chốt chặn ok, Lavi XT size 4000. Hàng của Shimano, tay quay đôi, phù hợp cho bác nào câu lua câu lóc lấy size 4000 hoặc câu ngâm các bác nhé. Mẫu này thì đang có mức giá gửi tới cho các bác, đó sẽ là mã số 1 các bác nhé, giá sẽ là 900k. Mã số 1 sẽ là 900k các bác nhé, nó đang bị tuột giá một chút. Mã số 1 giá 900k. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 gửi tới cho các bác là một cái sản phẩm để phù hợp cho bác lọc có tôm, có mực này. Đây là một trong những dòng sản phẩm ở bên Nhật cũng như là ở bên Việt Nam mọi người sử dụng khá là nhiều để đi câu mực cũng như là câu tôm. Đây là một cái máy đuôi chuột các bác nhé. Nó sẽ là dòng Shimano Arorita BB size 4000 các bác nhé. Arorita size 4000. Ngoại hình của máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể thấy này, ngoại hình của máy này cực kỳ đẹp luôn. Size 4000 này thì các bác mua về có thể câu ngâm, câu ao hồ nhà mình đều được. Đấy, có một vài hai điểm sức nhẹ lông mèo phần mạ bạc này thôi, còn tổng quan máy cực kỳ đẹp luôn này. Lăn cước sáng. Thì các bác nào đang xem video thì các bác xem video kỹ giúp em nhé. Và toàn bộ mặt hàng đã nằm sẵn tại Việt Nam rồi, nên là cái thời gian giao hàng cho các bác chỉ khoảng 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành các bác nhé. Ngoại hình của máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này là mẫu máy đuôi chuột. Mẫu này thì đang có mức giá gửi tới cho bác là 1 triệu đồng các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua những dòng sản phẩm trị giá từ 1 triệu đổ lên thì các bác sẽ tặng kèm một chai dầu của Daiwa các bác nhé. Đấy. Đấy là chương trình tri ân của bên em. Đấy. Và chỉ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 thôi các bác nhé. Thì các bác mẫu này các bác tùy chỉnh đầu đắc ở phần đằng sau nhé. Tùy chỉnh đầu đắc ở phần đằng sau. Đấy, chỉnh lặng nhẹ đầu đắc ở phần đằng sau này. Đổi tay quay trái phải bình thường, Arorita BB. Mẫu này thì sẽ vào được với cái thông số cước cho các bác, nó sẽ là cước số 3 và được 200m nhé. Cước số 4 và được 150 và cước số 5 và được 110. Cực kỳ là phù hợp để đi câu mực, câu tôm. Các bác nhé. Hoạt động của máy thì cực kỳ là mượt mà với em ái rồi. Toàn bộ sản phẩm bên em đã gửi tới cho các bác là những dòng sản phẩm chất lượng cũng như là những dòng sản phẩm đã được kiểm tra hết rồi. Nên là mức giá các bác mua về chỉ việc câu thôi. Mẫu này thì đang có mức mã là mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 giá sẽ là 1 triệu đồng. Đấy, mã số 2 giá 1 triệu. Thì các bác nào không nhớ mã, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua số Zalo giúp em. Tiếp theo đó là mã số 3. Mã số 3 gửi tới cho các bác một cái sản phẩm để cho các bác câu ngâm, câu lăng xê đều được. Nó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Alex size 5000. Ngoại hình của mẫu này thì còn cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì đang có mức giá là 1 triệu đồng. Shimano Alex cước số 4 và được 200m, cước số 5 và được 150 và cước số 6 và được 130 các bác nhé. Về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy các bác có thể thấy như trên video thì ngoại hình của máy vẫn còn khá là đẹp luôn. Mẫu này thì để câu ngâm, câu lăng xê thì là chuẩn bài các bác nhé. Có một cái điểm xước khá là nhỏ ở phần này thôi. Lăn cước sáng này, máy bên này còn cực kỳ đẹp luôn này. Mẫu này thì để mà đánh lục xa bờ thì đều có thể đánh được các bác nhé. Nhưng mà em sẽ thiên mẫu này về câu ngâm, câu lăng xê sẽ phù hợp hơn. Ở phần đằng sau này, ở phần đằng sau thì có một vài hai điểm xước li ti các bác nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả thì bác thanh toán với shipper nhé. Hoạt động của máy thì cực kỳ mượt mà nhẹ nhàng rồi. Dòng Alex size 5000, một trong những dòng mà đến thời điểm hiện tại mọi người vẫn cực kỳ là hay dùng các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là của Malaysia sản xuất này. Mẫu này thì sẽ là mã số 3 các bác nhé. Mã số 3, giá sẽ là 1 triệu đồng. Đấy, Alex 5000, mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 gửi tới cho bác là một cái dòng máy Ben. Ben này thì sẽ phù hợp cho bác nào câu bằng bãi bờ biển nhé. Ben này thì đó sẽ hơi xước một chút và bên em sẽ thanh lý cho bác mức giá cực kỳ là tốt luôn. Mức giá của mẫu này chỉ có 1.400.000 đồng thôi và các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu nhé. Đấy, 1.400.000 đồng tặng kèm một chai dầu trong cái chương trình tri ân. Mẫu này thì sẽ là mã số 4. Hàng này thì sẽ là hàng Made in USA. Mẫu này thì đang nằm ở bên tay trái các bác nhé, nên là sẽ phù hợp cho bác là thuận bên tay trái. Ben này thì sẽ là Ben 650 SS. Đấy, ngoại hình của máy thì toàn bộ máy đều là full kim loại nhé, nên là nó sẽ có những cái vết xước như thế này. Thì các bác có thể nào mua về có thể sơn lại đều được nhé, tùy theo sở thích. Còn hàng bên em như thế nào bên em sẽ để nguyên như vậy cho các bác.
ngoại hình của máy này. À, đối với cái dòng Ben này thì nó sẽ tương đương ứng với quả Simolo là loanh quanh là tầm khoảng size 10.000 các bác nhé. Đấy, từ 8.000 đến size 10.000, khối cực kỳ là sâu luôn. Ngoại hình của máy này. Nên là các bác nào đang xem video thì xem chi tiết ở trên video giúp em nhé. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt các bác nhé. Và hiện tại mẫu này đang nằm ở bên tay trái các bác nhé. Phù hợp cho bác là thuận bên tay trái. Nó sẽ có những cái vết xước ở phần này, ở phần chân máy này. Vì toàn bộ máy đều là full kim loại các bác nhé. Đều là full kim loại nên các bác mua về có thể sơn lại đều được. Mẫu này thì sẽ là mã số 4 các bác nhé. Giá sẽ là 1 triệu 400 nghìn đồng. Mã số 4 giá 1 triệu 400 nghìn đồng. Hoạt động thì vẫn cực kỳ là ngon lành với em ái luôn. Nãy tạo tiếng kêu kêu liên tục các bác nhé. Chốt chặn ok này. Quay cực kỳ là mượt mà. Dòng này thì sẽ là dòng Ben 650SS. Tua dòng này là tua 4.8 các bác nhé. Tua 4.8. Mã số 4. Tiếp theo gửi tới cho các bác đó sẽ là mã số 5. Mã số 5 gửi tới cho bác những cái dòng size máy cuối lông để cho các bác nào chuyên câu UL như là câu lua lóc, ao hồ. Mã số 5 nó sẽ là dòng Daiwa Karida. Mẫu này thì chuyên để câu UL các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là quả Chila sản xuất và xuất thị trường Nhật. Make in Chila. Ngoại hình của máy này. Mẫu này thì còn khá là đẹp các bác nhé. Và đang có mức giá khá là tốt gửi tới cho bác, giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, và các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu nhé, chính hãng của Daiwa. Ngoại hình của máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì sẽ là C2000S, chuyên để câu UL các bác nhé. Nó là LT2000S, nên là máy khá là nhỏ để phù hợp để câu UL, câu lua suối. Có mạc siêu đều đầy đủ các bác nhé. Phần thân vỏ của máy còn cực kỳ đẹp luôn, ngăn cước sáng keng này. Được đắp của máy này. Cực kỳ đanh và to luôn. Cái dòng Karida này các bác nhé. Cực kỳ đanh và to này. Ở phần đằng sau này thì sẽ có một vài hai điểm sức nhẹ nông mèo các bác nhé. Một vài hai điểm sức nhẹ nông mèo. Một vài hai điểm sức nhẹ nông mèo phần này thôi. Ở mẫu này thì sẽ là tay quay siết cốt nhé. Tay quay siết cốt đổi tay quay trái phải bình thường. Ở mẫu này thì sẽ là đánh được với cái size dây từ 0.6 lên 0.8 và 1.0 các bác nhé. Hoạt động của máy này. Cực kỳ là mượt mà và êm ái luôn. Bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, quay thử trên tay các bác nhé. Đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper giúp em. Và giao hàng chỉ 3 đến 5 hôm là các bác có thể nhận được hàng rồi. Tùy vào từng tỉnh thành các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là mã số 5, giá sẽ là 1 triệu 500 nghìn đồng. Mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. À, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 gửi tới cho các bác. Thì hôm nay em về được cho các bác là một cái mẫu máy kit. Kit này thì nói chung là sản phẩm đi đôi với giá thành, chất lượng cực kỳ là ngon lành luôn. Siêu mượt các bác nhé. Và ngoại hình của máy còn tương đối là đẹp luôn. Dòng Daiwa Kit size 506. Đối với dòng kit thì nó sẽ là sản phẩm đi đôi với giá thành các bác nhé. Đây thì sẽ giới thiệu qua một chút. Đó là đây là Daiwa Kit Karida size 2506. Nó sẽ tương ứng với quả Simolo là size 2500S các bác nhé. Về ngoại hình của máy này. Ngoại hình của máy thì em sẽ quay một chút qua về phần rotor. Mẫu này thì sẽ có sức nhẹ một xíu thôi. Đấy, có sẽ sức nhẹ một xíu thôi. Nhưng mà cái chất của máy thì cực kỳ là ngon lành các bác nhé. Đấy, những cái phần mạ bạc như thế này này. Hầu như không có một vết xước là các bác nhé. Đấy, nó chỉ có một vài hai chấm nhỏ này. Một vài hai chấm nhỏ lý tì ở đây thôi. Má bên này cũng vậy các bác nhé. Hầu như không một vết xước là. Sáng keng này, lăn cước sáng này. Được rắc cực kỳ là hay luôn. Ở phần đằng sau này. Ở phần đằng sau đây có một vài hai điểm phẩy nhẹ thôi. Xíu nhẹ thôi. Còn tổng quan nếu mà một con kit đẹp như thế này đến thời điểm hiện tại đây cũng là một cái sản phẩm đẹp các bác nhé. À, dòng Daiwa Kit này thì sẽ là quả Thái Lan sản xuất các bác nhé. Và khi các bác quay cực kỳ là mượt mà nhẹ luôn. Đấy. Daiwa Kit Karida 2506. Đấy. Cực kỳ là nhẹ nhàng và êm ái các bác nhé. Mẫu này thì nó sẽ là chất lượng cực kỳ là cao luôn. Ngoại hình thì đến thời điểm hiện tại như thế này, đây là một con kit đẹp rồi. Mẫu này thì sẽ là mã số 6 các bác nhé. Giá của mẫu này nó sẽ là 1 triệu 800 nghìn đồng. Mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Vì chất lượng máy quay cực kỳ là mượt mà với máy luôn. Mẫu này thì sẽ là BE 0.8 vào được 140m các bác nhé. Và BE số 1 thì các bác sẽ vào được 100m. Cái dòng kit này đến thời điểm hiện tại bây giờ nó cực kỳ là hiếm các bác nhé. Và để kiếm được một cái sản phẩm hàng ngon, chất lượng cũng như là ngoại hình tương đối đẹp thì cực kỳ là khó luôn. Nên là mẫu này thì đang có mức giá là mã số 6 các bác nhé. Giá sẽ là 1 triệu 800 nghìn đồng. Dòng Daiwa Kit size 2506. Đây, ngoại hình nó tầm khoảng tầm 95-97%. Cực kìa đẹp và êm ru.
nhẹ nhàng êm ái các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm này, các bác có thể nhắn tin qua số Zalo để dưới góc màn hình này các bác nhé. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 giới thiệu các bác những cái dòng của Japan. Tiếp theo mã số 7, gửi tới cho các bác nó sẽ là dòng Daiwa Lubias, size này thì sẽ là size 2506H các bác nhé. Đây là mẫu của Lubias của Japan sản xuất, mẫu này thì cực kỳ là mượt mà luôn các bác ạ. Quay cực kỳ là mượt mà và nhẹ êm ái luôn. Dòng Daiwa Lubias size 2506. Thì đối với cái size 2506 cũng như là cái dòng kit em cũng đã tư vấn cho các bác rồi, nó sẽ tương đương với quả Shimano sẽ là size 2500S các bác nhé. Tương đương với quả Shimano tầm size 2500S. Mẫu này thì sẽ có mạc siêu cho các bác, dòng Daiwa Lubias, một trong những dòng cao cấp của Daiwa, hàng của Nhật Bản sản xuất. Ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Ngoại hình của máy phân rotor cực kìa đẹp luôn này, nan cước sáng các bác nhé. Size 2506. Mẫu này thì sẽ là ratio 5.6 các bác nhé, ratio 5.6. Có lẫy chống trả ngược. Ở phần đằng sau thì vẫn còn khá là đẹp luôn. Mẫu này thì nó sẽ còn cực kỳ đẹp các bác nhé. Các bác có thể xem được như trên video. Daiwa Lubias. Đầu đắp của máy cực kỳ đanh các bác nhé. Mẫu này thì sẽ phù hợp cho bác nào câu lua câu chẽm nhé. Câu lua câu chẽm. Hàng của Nhật Bản. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt và sẽ đổi tay quay trái phải bình thường các bác nhé. Và mẫu này đang có mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Nó sẽ là mã số 7, giá sẽ là 2.600.000 đồng. Và các bác sẽ được tặng kèm một cái hộp đựng mồi ngẫu nhiên các bác nhé. Đấy, giá là 2.600.000 đồng và được tặng kèm một cái hộp đựng mồi ngẫu nhiên. Hoạt động của máy này siêu mượt luôn. Các bác đang xem video có thể thấy cái mẫu này cực kỳ là mượt không? Daiwa Lubias, một trong những dòng sản phẩm cao cấp của Daiwa. Mẫu này thì sẽ là mã số 7 các bác nhé. Giá sẽ là 2.600.000 đồng. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 gửi tới các bác cũng là một dòng sản phẩm của Daiwa nữa. Đó là dòng sản phẩm Daiwa Cerate phiên bản 2016. Đây là một trong những cái phiên bản cực kỳ đẹp cũng như là một cái phiên bản mẫu với cái form dáng cuối cùng của Daiwa Cerate. Từ đời năm 2016 đổ lên nó sẽ là một cái form khác các bác nhé. Đây là form cuối cùng của năm 2016. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Size 2506, ngoại hình của máy này. Mẫu này thì cũng sẽ phù hợp với câu chẽm các bác nhé. Phù hợp với câu chẽm. Đều được. Ngoại hình của máy thì còn khá là đẹp luôn. Ở phần mạ bạc này thì sẽ có một vài hai điểm sức nhẹ lông mèo một xíu thôi các bác nhé. Đấy, một sức nhẹ lông mèo một xíu thôi. Còn phần thân này cực kỳ đẹp luôn này. Lăn cước thì sáng các bác nhé. Cực kỳ là sáng luôn. Phần đằng sau này. Phần đằng sau này nó sẽ có một vài hai điểm chấm li ti các bác nhé. Đấy, chấm li ti. Đối với những cái bản như thế này thì ngoại trừ những dòng hàng trưng bày chưa sử dụng ra thì những dòng mà đã sử dụng 1 đến 2 lần rồi nó sẽ có một đến hai cái điểm xước khá là nhẹ thôi. Còn tổng quan máy cực kỳ đẹp. Mẫu này thì toàn bộ thân máy nó sẽ đều làm từ hợp kim nhôm các bác nhé. Đều làm từ hợp kim nhôm. Ở phần chân máy này thì sẽ có một cái điểm nổ sơn nhẹ một xíu này. Các bác có mua về có thể cạo đi đều được nhé. Nhưng bên em sẽ để nguyên như vậy nhé. Tay quay của mẫu này thì sẽ là tay quay siết cốt và sẽ đổi tay quay trái phải bình thường. Đấy, dòng size này thì sẽ là size 2506 cũng như là đánh được cho các bác là BE 0.8 và được 130m và BE số 1 và được 100m chuyên để cho các bác câu lua chẽm nhé. Hàng này thì sẽ là hàng Make in Nhật Bản, Japan sản xuất. Hoạt động của máy thì cực kỳ là mượt mà với êm ái luôn. Dòng Daiwa Lubias. Bên em ship code toàn quốc nhé, 3 đến 5 hôm các bác nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả, ưng ý thì các bác thanh toán với shipper giúp em. Chốt chặn ok. Và ngoài ra những đang có chương trình tri ân thì các bác sẽ được tặng kèm thêm những cái chai dầu chính hãng của Daiwa nữa, cực kỳ là tốt cũng như là thời gian giao hàng nhanh cho các bác. Size 2506, mẫu này thì sẽ là mã số 8 các bác nhé, giá sẽ là 3.000.000 đồng. Mã số 8 giá 3.000.000 các bác nhé. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 gửi tới cho các bác nó sẽ là dòng sản phẩm khá là nhẹ, nó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Vanfor nhé. Shimano Vanfor. Mẫu này thì đang có mức giá là 3.200.000 đồng. Mẫu này thì đã được độ cho các bác, nó sẽ là một cái lúm quay của Gomerex. Đấy. Một đã độ một cái lúm quay này, cũng như là một cái chống đổ màu đỏ này để nó sẽ cùng với cái tông màu các bác nhé. Cùng với cái tông màu C3000. Ngoại hình của mẫu này thì sẽ còn tầm khoảng trên 90%.
hoạt động thì siêu mượt luôn, đã được lên một đúng độ này, một đúng độ. Ở đúng độ này thì có sức sát nhẹ một xíu này và đã lên cho bác một cái chống chống đổ nhé, nó cùng theo bộ luôn đấy, đây đỏ và đây cũng đỏ, đi theo một bộ luôn. Mẫu này thì sẽ là Vanfor C3000HG, ngoại hình của máy thì sẽ tầm khoảng 90% có sức sát các bác nhé, và mức giá cực kỳ là tốt luôn. Ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì nó có một vài cái điểm sức nhẹ phần này các bác nhé, điểm chấm nhẹ phần này thôi, phần mái bên này thì còn cực kỳ là đẹp luôn này. Thì các bác nào đang xem video thì bác xem video kỹ giúp em nhé. Các bác xem video kỹ xong thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo để chốt hàng. Được rác của máy cực kỳ là hay luôn. Vanfor mẫu C3000 này loanh quanh nó khoảng 200g các bác nhé, 200g. Ở phần đằng sau thì vẫn còn khá là đẹp thôi, nó có một vài hai chấm nhỏ một xíu. Mẫu này đang có mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác, nó sẽ là mã số 9 nhé, giá sẽ là 3 triệu 200 nghìn đồng. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt luôn. Chốt chạm ok, quay cực kỳ là mượt mà và êm các bác nhé. À, người ta đã độ cho bác một cái lúm to rồi, nên là mẫu này bác lắc 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 máy cũng đi luôn này. Đấy, cực kỳ là mượt luôn. C3000HG. Đấy, mẫu này thì sẽ là bên em về được cho bác là một máy hàng đã qua sử dụng nhé. Còn các bác nào quan tâm đến dòng 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 Vanform Anh mới thì đang có mức giá cực kỳ là tốt ở góc bên kia, về sang 5.000, giá chỉ 4 triệu thôi. Đấy, mẫu này thì sẽ là 3 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé, mã số 9. Đấy, giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Các bác nào không nhớ mã, các bác có thể chụp hình ảnh màn hình, các bác gửi qua số Zalo giúp em nhé. À, tiếp theo nó sẽ là mã số 10. Mã số 10 gửi tới cho bác là một cái dòng sản phẩm của nhà Simolo. Nó sẽ là dòng sản phẩm Simolo Stella mà nhé. Stella này em về được cho bác nó sẽ là Stella size 6.000. Mẫu này thì sẽ phù hợp cho bác là câu biển này, câu lục xa bờ cũng như là câu cá tra đều được. Mẫu này em về được cho bác còn vẫn còn cực kỳ đẹp luôn. Simolo Stella thì đầu tiên em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần cối nhé. Mẫu này thì sẽ là BE số 3 và được 260, BE số 4 và được 190 và BE số 5 và được 150 các bác nhé. Về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy các bác có thể thấy cực kỳ đẹp luôn. Đây là một trong những cái mẫu Stella phù hợp cho bác nào trong ở cái tầm tiền khoảng tầm 4 triệu quay đầu để sở hữu một con máy của Nhật Bản cũng như là một cái dòng sản phẩm cao cấp, thì đây sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ là tốt các bác nhé. Hàng là hàng thì sẽ là hàng Made in Japan. Mẫu này thì sẽ đổi tay quay trái phải bình thường. Em sẽ quay qua về cái độ đẹp của máy đã các bác nhé. Còn về chất của máy thì khỏi bàn rồi, cực kỳ là mượt các bác nhé. Các bác có thể thấy này, từng những cái lúm ốc này cũng như là những cái phần này cực kỳ là dễ xước các bác nhé, nhưng mà con máy này còn cực kỳ là đẹp luôn. Lăn cước thì siêu sáng rồi. Đó sẽ là phần phần, phần rotor phần đằng sau này, phần đằng sau của máy cực kỳ là đẹp các bác nhé. Sáng keng luôn. Simlo Stella. Mẫu này thì các bác muốn đổi tay quay trái phải, các bác phải tháo các hai con ốc của phần này ra, các bác chuyển cái phần này qua sang bên này thì các bác sẽ đổi tay được nhé. Đặc biệt của dòng Stella này nó sẽ là vậy các bác nhé. Phần má bên này cực kỳ đẹp luôn, ở chỗ này thì có chút han rỉ theo thời gian các bác nhé, han rỉ ốc theo thời gian. Tổng quan cực kỳ đẹp luôn, hàng Simolo Stella. Hoạt động của máy thì cực kỳ là mượt mà với máy các bác nhé. Simolo Stella thì nó là một trong những cái dòng máy đẳng cấp của Simolo rồi. Quay lúc nào nó cũng sẽ mượt mà nhẹ nhàng và êm ái các bác nhé. Đến cả những phần núm này cực kỳ là mượt luôn. Mẫu này thì bên em đang có mức giá gửi tới các bác, đó sẽ là mã số 10 nhé. Mã số 10 này thì đang có mức giá gửi tới các bác một con máy Simolo Stella size 6.000, ngoại hình đẹp. Nó sẽ là 3 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Sản phẩm thì nó sẽ đi đôi với giá thành. Đấy, mà các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu nhé. Đây là những dòng sản phẩm đã qua sử dụng trên 3 triệu đồng thì các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu. Còn đối với những dòng sản phẩm máy mới, những dòng sản phẩm máy mới trị giá trên 3 triệu đồng thì các bác sẽ được tặng một dầu và một hộp nhá, hộp ngẫu nhiên. Nên là dầu thì nó sẽ cố định rồi, còn hộp thì nó sẽ là ngẫu nhiên. Thì những dòng sản phẩm hộp thì nó sẽ là số lượng có hạn các bác nhé. Thì các bác quan tâm đến dòng sản phẩm nào, các bác có thể nhắn tin qua Zalo giúp em. Tiếp theo nó sẽ là mã số 11. Đấy, qua hết mã số 11 này thì em sẽ giới thiệu các bác những dòng sản phẩm máy có hộp ở phần đằng sau nhé. Và những dòng sản phẩm máy mới bên em đang được sale với mức giá cực kỳ là tốt luôn. Mã số 11 này nó sẽ là dòng Simolo Bauer Aero BA Pro Sub hàng Made in Japan các bác nhé. Mẫu này của Nhật Bản sản xuất. Máy này thì sẽ là máy 2 lô, phù hợp cho bác nào câu bạc bãi bờ biển này và đánh lục xa bờ, xuyên săn hàng đều được. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu quả lô phụ trước. Quả lô này thì sẽ là BE số 1 vào được 1.5 và được 250.
số 2 và được 200 và số 3 và được 130 các bác nhé. Đây sẽ là tip số 3. Tip số 3 này thì tip hơi sẽ hơi lâu một xíu để cho các bác đánh gần bờ. Và đây sẽ là tip sâu này. Tip sâu này thì sẽ là tip số 5. Tip số 5 này thì sẽ đánh được cho các bác là BE số 3 và được 225m, BE số 4 và được 175 và BE số 5 và được 140 các bác nhé. Phù hợp cho bác nào đánh xa bờ đối với tip số 5. Về ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì sẽ có một vài điểm sức nhẹ một xíu các bác nhé. Đây là một cái điểm sức nhẹ một xíu này. Ở phần má này thì còn khá là đẹp thôi, nhưng mà sẽ có một cái điểm sức nhẹ phần này các bác nhé. Nên là các bác nào đang xem video thì có thể xem kỹ giúp em. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Mẫu này thì sẽ được sử dụng công nghệ X-Ship. X-Ship. Và sẽ có một xíu phẩy nhẹ phần này các bác nhé. Một xíu phẩy nhẹ phần này thôi. Là mức giá cực kỳ là tốt luôn. Phần má bên này thì còn cực kỳ đẹp các bác nhé. Lăn cước thì siêu sáng rồi. Có một chút sức nhẹ lông mèo ở phần gần con lăn này một xíu. Ở phần đít máy thì siêu đẹp các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Và đối với mẫu này thì các bác sẽ vẫn được tặng kèm một chai dầu nhé. Tặng kèm một chai dầu. Đấy, số lượng có hạn thôi. Đấy, đây có nút châm dầu của bác nhé. Các bác mua về các bác tra dầu vào đây. Đấy, trong cái quá trình các bác đi câu. Đấy, nó chỉ có những cái điểm xước như thế thôi. Còn tổng quan thân máy cực kỳ đẹp luôn. Như mới các bác nhé. Mẫu này thì sẽ có xả nhanh các bác nhé. Có xả nhanh ở trên phần cối. Nên là các bác mua về không cần phải độ chế gì nhé. Và các bác lưu ý giúp em là khi các bác mở mở cái lắp này ra, các bác phải mở cái lẫy bên trong này các bác nhé. Các bác phải mở cái lẫy bên trong này này. Đấy. Để các bác mở cối ra nhé. Các bác quay ngược lại bên trong chứ có đừng quay về cố là sẽ gãy. Đấy, các bác mở cái lắp bên này trong này. Đấy. Là các bác sẽ nhấc được cái lắp này lên nhé. Đó, đối với cái dòng sản phẩm đã được nguyên zin xả nhanh. À, nguyên zin chiết khử cối này, xả này hết cối luôn. Và mẫu này đang có mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Giá của mẫu này là 3.300.000 đồng, máy 2 lô, hoạt động thì siêu mượt luôn, có công nghệ X-Ship nên là khi các bác quay máy cực kỳ là ổn định luôn. Và khi các bác cả kể các bác quay nhanh hay là quay chậm nó đều mượt mà êm ái. Cả kể cái cảo cước này nó có to đến mấy các bác nhé, vì nó sở hữu các bác là cái công nghệ X-Ship, một trong những cái công nghệ mà quay máy nó ổn định và êm ái nhất các bác nhé. Quay cực kỳ là mượt mà và nhẹ nhàng êm ái. Đấy, một cái mẫu máy cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác. Mẫu này thì sẽ là mã số 11 các bác nhé. Giá sẽ là 3.300.000 đồng. Thì các bác quan tâm đến rằng những cái dòng sản phẩm nào, các bác có thể nhắn tin qua Zalo giúp em. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những dòng sản phẩm máy câu mới nhất của bên em. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác về những dòng sản phẩm máy có hộp cũng như là những dòng sản phẩm máy mới đang được sale mức giá cực kỳ là tốt của bên em các bác nhé. Tiếp theo gửi tới cho các bác đó sẽ là mã số 12, đó sẽ là dòng Daiwa Luviad phiên bản năm 2020 LT3000XH các bác nhé. Mẫu này thì sẽ còn hộp, mẫu này thì sẽ có những cái phụ kiện gì trong hộp thì em sẽ quay qua cho các bác nhé. Mẫu này thì sẽ bao gồm cho các bác đó sẽ là sổ sách và lồng đèn các bác nhé. Mẫu này thì còn sổ sách và lồng đèn. Mẫu này thì đang có mức giá khá là tốt của bên em gửi tới cho các bác, giá sẽ là 3.600.000 đồng, một cái dòng sản phẩm Luviad. Và mẫu này thì sẽ là của Japan sản xuất các bác nhé. Thì cũng như là nhiều những cái video bên em đã chia sẻ rồi. Mẫu này thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản của China và một phiên bản của Japan sản xuất các bác nhé. Vì phiên bản của China thì nó sẽ ghi là Make in China và phiên bản của Nhật Bản nó sẽ ghi là Make in Nhật Bản các bác nhé. Và mẫu này thì sẽ có cái thông số gửi tới cho các bác, nó sẽ là Ratio 6.2, trọng lượng của máy chỉ có 205 gram thôi, cực kỳ là nhẹ nhàng. Và tải cá là trên 10 cân. Cũng như là thu dây là 93cm trên một vòng và chạy 9 bậc đạn các bác nhé. Hàng thì sẽ là hàng Make in Japan. Make in Japan. Ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối là đẹp các bác nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Và mức giá cực kỳ là tốt. LT3000XH. Trọng lượng của máy chỉ có 205g thôi. Cực kỳ là nhẹ nhàng để phù hợp cho bác là câu lua, câu chẽm nhé. Những cái mẫu này mà câu chẽm thì cực kỳ là tuyệt vời. Vừa nhẹ nhàng cũng như là êm ái các bác nhé. Mặc siêu đều đầy đủ cho các bác, ngoại hình của máy thì siêu đẹp rồi, như một con hàng lướt luôn. Lăn cước thì cực kỳ là sáng các bác nhé. Phần thân chính này cực kỳ đẹp luôn, ở phần đằng sau này còn cực kỳ đẹp các bác nhé, sáng keng luôn. Nó có một vài hai điểm vết sức nhẹ lông mèo siêu nhỏ luôn, cực kỳ là khó nhìn các bác nhé. Cực kỳ em nghiêng như vậy là khá là khó nhìn luôn. Phần đằng sau này cực kìa đẹp. Một cái mẫu máy thì nói chung là mẫu này còn siêu đẹp rồi. Luviad LT3000, cối thì sẽ là cối sâu không nhé. Cối thì sẽ là cối sâu.
chuối sâu phù hợp cho bác là con lua chẽm. Hoạt động của máy thì cực kỳ là mượt mà với mái, mạc siêu đều đầy đủ các bác nhé. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt và sẽ đổi tay quay trái phải bình thường, phù hợp cho bác là con lua câu chẽm. Dòng Daiwa Liviat, một trong những dòng cao cấp của Daiwa. Hoạt động thì siêu mượt mà, êm ái. Và mẫu này đang có mức giá cực kỳ là tốt cho một cái sản phẩm đẹp các bác nhé. Và vẫn được tặng kèm một chai dầu. Nó sẽ là mã số 12, giá sẽ là 3.600.000 đồng. Mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Tiếp theo gửi tới cho các bác là những dòng sản phẩm máy mới đang được sell với mức giá cực kỳ là mạnh. Cũng như là được trong cái chương trình tri ân còn được tặng kèm thêm những đồ khuyến mại các bác nhé. Nó sẽ là mã số 13, nó sẽ là dòng sản phẩm Shimano SLX DC71. Mẫu này thì bên em số lượng còn cực kỳ ít các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì có thể lấy mẫu này. Mẫu này bên em đang được sell mức giá cực kỳ là mạnh và số lượng thì nói chung là sắp hết rồi. Mẫu này thì sẽ là Shimano SLX DC71, máy mới 100% chưa qua sử dụng các bác nhé. Máy mới 100% thì tất nhiên là tất cả những phụ kiện bên trong nó sẽ đi kèm đều đầy đủ của các bác nhé. Từ sổ sách, long đền, dầu, bưu thẻ của Nhật đều đầy đủ các bác nhé. Mẫu này là một trong những cái mẫu mà trong cái tầm giá phân khúc gọi là giá tầm trung có DC. Nó sẽ là ratio 6.3, tải cá 5,5 cân. Trọng lượng của máy là 210g, chạy 7 và tạm và thu dây là 67cm trên một vòng. Máy mới 100% và mức giá siêu tốt luôn, giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Ngoại hình của máy này, ngoại hình của máy thì khỏi bàn rồi, máy mới các bác nhé. Máy mới 100% nên là không phải bàn về ngoại hình. Cực kìa đẹp luôn. Hoạt động của máy thì khỏi bàn các bác nhé. Máy mới thì siêu mượt rồi. Đấy, nếu như các bác nào quan tâm đến những dòng phần của máy mới, các bác có thể lấy những dòng này. Đấy, đang mức giá sale khá là tốt. Êm du này, mượt mà các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là mã số 13. Mã số 13 giá sẽ là 3 triệu đồng. Mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác nhé. Tiếp theo là mã số 14 là về những dòng sản phẩm máy đứng, máy mới đang được sell mức giá khá là tốt luôn. Đó sẽ là dòng Shimano Ultega, Shimano Ultega C3000XG. Mẫu này hiện tại ở Nhật thì loanh quanh nó sẽ là tầm khoảng gần 3 triệu đồng các bác nhé. Nhưng mà hiện tại bên em đang có mức giá sell khá là tốt các bác, để cho các bác mức giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 2.400.000 đồng thôi. Và máy thì sẽ là máy mới 100% chưa qua sử dụng các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu qua một chút về những cái phụ kiện đi kèm trong hộp như thế này. Đối với những cái dòng máy đứng thì nó chỉ có những cái phụ kiện là túi bọc máy mới này và sổ sách cũng như là long đền thôi. Đây là đối với những dòng sản phẩm máy mới. Và đây là sẽ là bản phiên bản 2021 các bác nhé. Nó sẽ là ratio 6.4, tải cá là 9 cân, cũng như là trọng lượng của máy là 225g. Chạy 6 bậc đạn và thu dây là 94cm trên một vòng. Đấy, là một cái mức giá thu dây khá là tốt cho các bác. Và đây sẽ là cái form dáng của phiên bản 2021, phiên bản cao cấp của Shimano Ultega các bác nhé. Mức giá chỉ có 2.400.000 đồng thôi. Máy mới cứng 100%, chưa qua sử dụng. Ngoại hình của máy thì khỏi bàn các bác nhé. Máy mới 100% mà. Mẫu này thì sẽ là C3000. C3000 thì nó sẽ là cái form body thon gọn các bác nhé. Nên là cái form máy nó chỉ bằng với cái form máy của size 2500 thôi. Đấy, form máy nó chỉ bằng với cái form máy của size 2500 thôi. Đấy, nó đối với cái form C, cối thì nó sẽ cối sâu hơn. Đấy, cối này thiết kế cực kìa đẹp các bác nhé. Cực kìa đẹp luôn. C3000XG, máy mới 100%. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt, đổi tay quay trái phải bình thường. Hoạt động của máy này cực kỳ là mượt mà với máy luôn, siêu mượt. Máy mới 100% và mức giá sale khá là tốt các bác nhé. Chỉ có 2.400.000 đồng thôi. Mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác. Nó sẽ là mã số 14 các bác nhé. Giá sẽ là 2.400.000 đồng. Đấy, dòng Shimano Ultega C3000XG. Tiếp theo là mã số 15 là dòng sản phẩm Shimano Senoda FZ, phiên bản mới nhất của năm 2023. Và bên em đã về cho các bác và bên em cũng đang sell cho các bác cực tốt luôn. Giá sẽ là 1.400.000 đồng, mức giá sell cộng thêm tặng kèm cho các bác một chai dầu chính hãng của Daiwa 100.000 nữa. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt của bên em. Trong cái chương trình khuyến mại cũng như là tri ân khách hàng đến hết ngày 31 tháng 12 các bác nhé. Còn sau ngày 31 tháng 12 thì sẽ hết chương trình tri ân cũng như là hết chương trình khuyến mại. Nên là các bác có thể nhanh chân, chủ động có thể chọn ra những cái dòng sản phẩm phù hợp với mình nhất. Ở đây sẽ là dòng Shimano Senoda FZ C5000XG phiên bản năm 2023. Máy thì sẽ là máy mới 100% chưa qua sử dụng. Đối với cái dòng Shimano thì nó sẽ chỉ có sổ sách đi kèm các bác nhé. Chỉ có sổ sách đi kèm thôi và không có lòng đề.
đặc biệt của dòng Simulo Sanoda nó là như thế. Và mẫu này là một trong những mẫu phân khúc dưới 2 triệu có kháng mặn cũng như là phù hợp để câu nước biển, nước mặn, nước lợ đều được. Và với cái thông số thì cực kỳ tốt luôn. Trong tầm giá 2 triệu quay đầu, nó sẽ là dòng sản phẩm Ratio 6.2, tải cá là 11 kg, trọng lượng của máy là 310 g, chạy 4 bậc đạn và thu dây là 105 cm trên một vòng, một con số thu dây cực kỳ là tốt trong cái tầm giá khoảng 1 triệu rưỡi quay đầu các bác nhé. Là dòng Simulo Sanoda FZ 2023. Và đây sẽ là một cái size lớn nhất của dòng Simulo Sanoda các bác nhé. Mẫu này thì size 5000 thì nó sẽ là size lớn nhất rồi. Và đối với C5000 thì cái form máy này của C5000 nó sẽ bằng với cái form máy của size 4000 các bác nhé. Đối với cái dòng C5000. Mẫu này thì thiết về cái form thiết kế như là lúng tay quay, không khác gì một con máy trị giá trên hơn 2 triệu các bác nhé. Và thu dây lên tới là 105 cm trên một vòng, siêu tốt luôn. Và câu được cả nước biển các bác nhé. Câu nước biển bình thường. Nhà sản xuất công bố thì các bác có thể câu nước biển, nước lợ đều ok. Đấy, nói chung là có kháng mặn. Mẫu này thì vẫn sử dụng cho các bác, nó sẽ là tay quay sỏ trục nhé. Tay quay sỏ trục. Và đã thiết kế được hơn cho các bác, nó sẽ là lẫy chống chảng ngược. Để khi các bác là câu lua câu lóc nhé. Nhiều bác câu lua câu lóc thì vẫn dùng cái lẫy chống chảng ngược như vậy thôi nhé. Đấy, là phiên bản 2023 đã thiết kế được cho các bác này như thế. Còn phiên bản 2017 thì nó sẽ là liền khối luôn. Lúng tay quay cực kìa đẹp luôn. Máy mới 100%, chưa qua sử dụng các bác nhé. Đang được sale mức giá 1.400.000 đồng. Hoạt động thì siêu mượt mà, êm ái rồi. Máy mới mà. Đó sẽ là mức giá là mã số 15 các bác nhé. Giá sẽ là 1.400.000 đồng cho dòng Simulo Sanoda size 5000XG. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là nó là một cái phiên bản cao cấp, cũng như là một trong những phiên bản đang được bán chạy nhất, được nhiều người sử dụng nhiều nhất các bác nhé. Đó sẽ là một cái phiên bản cao cấp của nhà Simulo trong cái phân khúc giá tầm trung và được nhiều cái thông số cực kỳ là tốt các bác nhé. Nó sẽ là dòng Simulo Minavo C5000XG phiên bản năm 2022. Mẫu này thì có kháng mặn các bác nhé. Mẫu này thì sẽ phù hợp cho bác nào câu lua, câu lóc, đánh lục xa bờ, lục đầu cần đều được, đều ok. Mẫu này thì sẽ sổ sách và long đền. Máy mới 100%, chưa qua sử dụng và đang được sale mức giá là 2.300.000 đồng. Mẫu này thì trọng lượng cực kỳ là nhẹ các bác nhé. Trọng lượng của mẫu này nó chỉ thua con Vanfor thôi. Thua đúng con Vanfor thôi, trong tầm giá khoảng 3 triệu quay đầu. Mẫu này sẽ là Ratio 6.2, tải cá là trên 11 kg. Trọng lượng của máy là 270 g, chạy 6 bậc đạn và thu dây là 105 cm trên một vòng. Trọng lượng của mẫu này nó chỉ sau đúng con Vanfor các bác nhé. Sau đúng con Vanfor thôi. Máy nhẹ nhàng, êm ái, phong cách cũng như là mới mẻ. Mẫu này thì rất nhiều bác mua về câu ngâm, câu lăng xê và câu biển nhé. Mẫu này thì ở những cái video trước em có quay cho các bác, những anh em ở bên châu Âu hay là những cần thủ bên châu Âu cũng đã sử dụng những cái mẫu này đi câu ngoài biển các bác nhé. Mẫu này có kháng mặn cho các bác trong tầm giá khá là tốt luôn. Đấy. Hoạt động thì siêu mượt mà rồi, máy mới 100%, cực kỳ là mượt mà với máy luôn. C5000XG, cái form dáng của mẫu này thì nó cũng tương tự như cái form dáng của FZ 2023 thôi. Và được cái mẫu này sẽ là tay quay siết cốt nhé, đổi tay quay trái phải bình thường. Khá là tiện lợi cho các bác, máy mới 100%, chưa qua sử dụng. Điều đắc của máy này, cực kỳ là hay luôn. Phù hợp cho bác là câu lua, câu lóc nhé. Hàng thì sẽ là hàng Malaysia sản xuất và xuất thị trường Nhật. Đấy, hàng xuất thị trường Nhật và bên em vận chuyển từ Nhật về cho các bác, nên là nó sẽ có mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Giá chỉ có 2.300.000 đồng thôi. Hoạt động thì siêu mượt, siêu nhẹ, siêu mượt mà rồi. Mẫu này thì bên em đang bán cực kỳ là chạy luôn. Và mẫu bên này bên em có số lượng các bác nhé. Đấy, các bác nào lấy nhiều thì bên em sẽ có đầy đủ hết cho các bác. Bên em về được cho bác là mỗi size 5.000 thôi. Một cái size lớn nhất của dòng Minavo. Mẫu này thì sẽ là mã số 16 các bác nhé. Giá sẽ là 2.300.000 đồng. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Tiếp theo là mã số 17. Cũng được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Thì nay em lại về tiếp được cho mọi người cái dòng Vanfor nhé. Hôm nay được về tiếp để bổ sung cho các bác được thêm khoảng 4 đến 5 hộp của Vanfor C5000XG. Mẫu này thì sẽ là máy mới 100%, chưa qua sử dụng và đang có mức giá sale khá là tốt các bác nhé. Giá chỉ có 4 triệu đồng thôi. Nó sẽ là Simulo Vanfor C5000XG. Mẫu này thì em sẽ gửi tới các bác là đối với cái thông số nhé. Mẫu này thì máy mới 100% thì tất cả phụ kiện nó sẽ đều đầy đủ các bác nhé. Sổ sách này, long đền này,
đều đầy đủ luôn. Mẫu này là đang chỉ có sale 4 triệu đồng thôi, và hôm nay đã về thêm những cái dòng size 5.000 để bổ sung cho các bác nhé, mức giá cực kỳ là tốt. Mẫu này thì sẽ là ratio 6.2, tải cá là 11 kg, trọng lượng của máy là 220 g. Thế cũng như em vừa nói là cái dòng Minerval kia kìa, nó chỉ sau đúng với con Vanfor thôi về trọng lượng các bác nhé. Là trọng lượng của máy size 5.000 nó chỉ có 220 g thôi, và chạy lên tới là 8 mặc đạn, và thu dây là 101 cm trên một vòng, và BE số 2 thì sẽ vào được 300 m các bác nhé. Mẫu này thì chuyên để cho các bác là câu lua cũng như là câu biển, máy cực kỳ là nhẹ nhàng, những dòng sản phẩm cao cấp của nhà Shimano. Mẫu này thì sẽ là máy mới 100%, nên là các bác không quan trọng về ngoại hình các bác nhé, máy mới nó sẽ không một vết xước nào rồi, cũng như là máy chưa câu, và mức giá sale khá là tốt để cho các bác nào săn nhé. Đối với những dòng sản phẩm trên 3 triệu đồng máy mới như thế này, các bác sẽ được tặng kèm một chai dầu cũng như là một cái hộp đựng mùi ngẫu nhiên nhé. Vanfor, hoạt động của máy thì cực kỳ là mượt mà luôn, chốt chạm ok. Shimano Vanfor siêu mượt cũng như là siêu nhẹ các bác nhé, chỉ có 220 g cho một con máy 5.000 của nhà Shimano C5000XG. Sẽ có mức giá gửi tới các bác sẽ là mã số 17 nhé, giá sẽ là 4 triệu đồng, mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Thì các bác nào đang xem video hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những dòng sản phẩm máy công mới nhất của bên em gửi tới cho các bác. Tiếp theo gửi tới cho các bác đó sẽ là dòng sản phẩm cao cấp của nhà Shimano, đó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Twin Power. Đây sẽ là mã số 18, Shimano Twin Power SW5000HG. Mẫu này thì sẽ là phiên bản cao cấp nhất của Twin Power, là phiên bản 2021 các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là bản JDM hàng nội địa Nhật, Make in Japan, máy 1 tem. Mẫu này thì sẽ là hàng đã qua sử dụng và đang có mức giá thanh lý khá là tốt cho các bác, giá chỉ có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Mẫu này máy mới của hàng nội địa Nhật, nó sẽ là khoảng hơn 10 triệu đồng các bác nhé. Thì 6 triệu rưỡi thì nó sẽ là lửa giá cho các bác rồi, và vẫn đầy đủ hết phụ kiện cho các bác. Mẫu này thì có sức sắc nhẹ một xíu, bao gồm cho các bác là sổ sách này, bịt nô này, long đền này, cũng như là một chai dầu chính hãng đi theo máy nhé. Đối với các bản 2021 này thì nó sẽ không có túi đi kèm, nên là các bác nào đã từng đập hộp những cái mẫu này rồi thì nó sẽ không có túi đi kèm các bác nhé. Đó là đặc biệt của bản 2021, nó không giống bản 2015. Về ngoại hình của máy, size này thì sẽ là size 5000HG các bác nhé. Ngoại hình của máy thì sẽ có sức sắc nhẹ một xíu, và với cái mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé, giá chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Và bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper nhé. Ngoại hình của máy này, phần này còn cực kỳ đẹp luôn, má bên này còn khá là đẹp các bác nhé. Đấy, má bên này thì có sức đây, có sức nhẹ lông mèo một xíu này, đây có một vài hai chấm nhẹ lông mèo một xíu này. Đây là cái mức giá gửi tới các bác, giá chỉ có 6 triệu rưỡi thì các bác sẽ tiết kiệm được một lửa giá luôn. Đấy, đây sẽ là có một vài hai điểm sức nhẹ này. Đấy, nó chỉ có những cái điểm sức nhẹ vậy thôi, nó không có những cái điểm sức đáng chú ý các bác nhé, và giá cực kỳ là tốt luôn, giá chỉ có 6.500.000 đồng thôi. Và mẫu này thì sẽ đánh được với cái BE số 3, vào được 240 m các bác nhé, size 5.000, tay quay lúng lung còn cực kìa đẹp luôn. Ratio mẫu này là ratio 5.7 các bác nhé. Hàng thì sẽ là hàng Make in Java, hoạt động của máy thì vẫn cực kỳ là mượt mà về máy các bác nhé, mức giá cực kỳ là tốt luôn, phù hợp cho bác nào đánh lục xa bờ này, câu biển này, câu rích, câu bobbing và câu lua cutting nhé, cực kỳ là mượt mà về máy. Ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper, và ship code không cần phải cọc trước các bác nhé. Mẫu này thì sẽ là mã số 18, giá sẽ là 6.500.000 đồng, mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Tiếp theo gửi tới cho các bác những dòng sản phẩm bên em đang có số lượng cực kỳ là nhiều và mức giá cực kỳ là tốt gửi tới cho các bác, đó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Stradic các bác nhé. Stradic thì hôm nay về được về tiếp bổ sung cho các bác, đó sẽ là Stradic size 10.000 HG, mức giá cũng khá là tốt luôn. Đây sẽ là một cái size bổ sung cho các bác, đó sẽ là Shimano Stradic SW 10.000 HG phiên bản 2020 các bác nhé. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Shimano Stradic SW. Thì em sẽ giới thiệu qua một chút về hộp này. Hộp của Shimano Stradic 10.000 thì nó sẽ là có đầy đủ hết phụ kiện cho các bác thôi, thì sổ sách này, long đề. Đầu tiên là sẽ là sổ sách này, long đề và bịt nô các bác nhé. Và bịt nô. Mẫu này thì sẽ là máy mới 100%, chưa qua sử dụng và đang có mức giá khá là tốt gửi tới cho các bác, giá chỉ có 5.100.000 đồng thôi. Nó sẽ là mã số 19 các bác nhé.
Mẫu này thì sẽ có cái thông số gửi tới cho các bác, đó sẽ là ratio 5.6, tải cá là 13 kg, trọng lượng của máy là 660 g, chạy lên tới là 7 bậc đạn và thu dây là 116 cm trên một vòng, và BE số 5 thì sẽ vào được 300 m các bác nhé. Mẫu này thì sẽ phù hợp cho bác là câu cá tra này, câu biển, câu rích, câu bobbing cũng như là câu lục xa bờ. Máy thì sẽ là máy mới 100% nên là sẽ không quan trọng về ngoại hình cũng như là chất lượng của máy các bác nhé. Đây sẽ là hàng đập hộp luôn, cực kỳ là đẹp các bác nhé, máy mới mà năng cước cực kỳ là ngon lành luôn. Nên là bên em về được cho bác những dòng sản phẩm này thì số lượng nó còn cực kỳ là ít thôi, nên là sẽ có mức giá khá là tốt các bác nhé, giá chỉ có 5.100.000 đồng. Mẫu này thì sẽ là size 10.000 và chút nữa em sẽ lên cho bác là size 14.000, hay mức giá cũng khá là tốt luôn, 10.000 HG. Tay quay này thì sẽ là tay quay đổi tay trái phải bình thường các bác nhé. Thì đối với cái form này thì nó sẽ là form 10.000, cái form 10.000 với cái form 14.000 nhỉ, nó sẽ đều như nhau các bác nhé, nhưng sẽ khác nhau về bánh răng cũng như là về cối. Đấy, hoạt động của máy này cực kỳ là mượt mà luôn, size 10.000. Đấy, các bác nào lấy size 10.000 thì sẽ có mẫu này nhé, 5.100.000 đồng. Em sẽ giới thiệu qua một chút về cái size 14.000 các bác nhé. Để bác có máy này cực kỳ là đanh luôn, mẫu này mà phù hợp cho bác là câu cá tra cũng như là câu biển thì chuẩn bài luôn này, cực kỳ là đanh các bác nhé. Size 10.000, máy mới 100% chưa qua sử dụng, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả thì các bác thanh toán với shipper, và thời gian giao hàng chỉ từ 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành các bác nhé. Và mẫu này thì sẽ là mã số 19, giá sẽ là 5.100.000 đồng. Tiếp theo là mã số cuối cùng gửi tới cho các bác, nó cũng là Simlo Stradic, nó sẽ là size 14.000, một trong những cái size cao nhất của Stradic các bác nhé. Và phiên bản 14.000 này thì nó sẽ là phiên bản của năm 2022. Phiên bản năm 2022 thì nó chỉ có một size duy nhất là size 14.000 này thôi. Mẫu này thì đang có mức giá là 5.400.000 đồng, cũng là máy mới 100% chưa qua sử dụng các bác nhé. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt của bên em gửi tới cho các bác. Mẫu này thì sẽ bao gồm cho các bác là cũng như mẫu kia thôi, đầy đủ sổ sách và lồng đèn cũng như là bịt lô. Thì giới thiệu qua một chút các bác về cái thông số của mẫu này. Mẫu 14.000 này thì nó sẽ chênh với cái size 10.000 kia khoảng 30 g các bác nhé. Đấy, chênh nhau khoảng 30 g thì phải. Mẫu này thì sẽ là ratio 6.2, tải cá là 15 kg, trọng lượng của máy là 700 g, chạy lên tới là 7 bạc đạn và thu dây thì cực kỳ là nhanh các bác nhé. Con này thì sẽ thu dây ngang với Twin Power 14.000 và ngang với Stella 14.000, nhưng mà cái tầm giá của mẫu này nó chỉ là tầm trung thôi, nó không phải là tầm cao, nó là một cái phân khúc giá tầm trung, một con hàng tầm trung để phù hợp cho bác nào câu lure cutting này, câu biển và đánh lục xa bờ, chuyên săn cũng như là trị những con cá đổ bờ nhé. Và mẫu này thì để chuyên săn hàng cho các bác rồi. Mẫu này thì sẽ là thu dây lên tới là 134 cm trên một vòng, một cái con số thu dây cực kỳ là cao. Và BE vào được đầy lô là BE số 6 và được 300 m các bác nhé. Đối với cái dòng sản phẩm này thì các bác sẽ phải lên đánh những cái dòng BE xịn các bác nhé, đánh những BE xịn và cao cấp của nhà Gia Bang. Vậy thì các bác sẽ lên được cũng như là trải nghiệm được cái chất của máy các bác nhé. Đấy thì cũng như vừa em chia sẻ cái thân máy này này, cái thân máy này cũng như cái thân máy kia thôi. Đấy, hai cái form thân máy nó đều bằng nhau các bác nhé. Size này thì nó sẽ đặt size 14.000 XG, thu dây nó sẽ nhanh hơn. Ngoại hình này, ngoại hình thì khỏi bàn rồi, máy là máy mới 100% các bác nhé. Tay quay thì sẽ là quay code đổi tay quay trái phải bình thường. Đối với cái size 14.000 thì nó sẽ trang bị cho các bác, nó sẽ là lúm mút nhé, lúm mút của nhà Shimano, cũng như là đường rắc của máy sẽ đanh hơn luôn nhé. Cực kỳ đanh các bác nhé. Size 14.000, thu dây 134 cm trên một vòng và cối thì cực kỳ là sâu rồi, size 14.000 mà. Hoạt động của máy thì size 14.000 nhưng mà khi các bác quay máy cực kỳ là nhẹ nhàng với êm ái luôn. Dòng Shimano Stradic chuyên để cho các bác nào câu biển nhé, câu lure cutting, chuyên săn hàng cũng như là đánh lục xa bờ. Đấy, thì mẫu này bên em cũng đang có mức giá khá là tốt gửi tới cho các bác phiên bản năm 2022. Mẫu này thì sẽ là mã số 20, giá sẽ là 5.400.000 đồng. Thì các bác là quan tâm đến dòng sản phẩm nào, các bác có thể nhắn tin liên hệ trực tiếp qua số Zalo, số luôn mới để dưới phần mô tả các bác nhé. Và toàn bộ mặt hàng bên em đã vận chuyển từ bên Nhật về cho các bác rồi, nên là sẽ có mức giá tốt cũng như là cái thời gian giao hàng
cho các bác là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí là thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành. Thì các bác nào đặt hàng có thể nhắn tin qua số Zalo giúp em và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về những dòng sản phẩm máy câu giá tốt nhất của bên em gửi tới cho các bác. Và hẹn gặp các bác vào video lần tiếp theo các bác nha.